Xin chào các bạn đến với dự đoán tình yêu tháng 6 dành cho nhóm cung lửa Bạch Dương Nhân Mã Sư Tử. Chúng ta bắt đầu với Bạch Dương. Thì đối với những bạn Bạch Dương, thứ nhất chúng ta đến với các bạn độc thân trước nhé. Những bạn độc thân Bạch Dương có thể là các bạn là thời điểm hiện tại đang độc toàn thân, không có đối tượng nào cả. Thì mình thấy rằng là có thể cái thời điểm vừa qua ấy, trong quá khứ các bạn đã trải qua một cái mối quan hệ hay là một cái chuyện gì đó mà nó khá là căng thẳng mệt mỏi đây. Có thể là một cái mối quan bạn đã dính vào cái mối quan hệ tay ba người nào đó, hoặc có thể là cái mối quan hệ này của các bạn cũng có khoảng cách về địa lý, nó là một cái mối quan hệ yêu xa và mình thấy là nó không đi đến đâu cả. Mình thấy là các bạn đã dừng lại với nhau rồi. Tuy nhiên thì thời điểm hiện tại thì mình thấy là các bạn đang tập trung cho bản thân của các bạn rất là nhiều, làm soulmate với chính bản thân của các bạn. Các bạn tập trung vào bản thân, tìm lại cho mình được cái sự hy vọng cũng như là cái sự chữa lành ở đây. Cái lá The Star cộng với cái lá Healing ở đây này, nó nói rất là rõ về cái việc đấy là thời điểm hiện tại các bạn đang tập trung cho cái quá trình chữa lành của các bạn và tìm lại cái sự cân bằng trong cuộc sống của các bạn. Thì mình thấy ở đây á, lời khuyên dành cho bạn, thông điệp cho bạn dành cho bạn trong tháng 6 này thì mình thấy là hãy cứ tập trung tiếp tục vào cái cuộc hành trình đó đi. Và mình thấy rằng có thể là trong vài tháng nữa bạn sẽ gặp được cái người mà bạn cần gặp. Người này có thể là người thuộc cung song tử và nhân nhân mã sư tử, à cung song tử, cung bảo bình, cung đất ma kết kim ngưu sử nữ. Và cái người này có thể rất là khác so với những cái gì mà các bạn tưởng tượng ra trong đầu. Thế cho nên là đừng vẽ bất kỳ cái điều gì trong đầu của các bạn thời điểm hiện tại cả. Hãy cứ tập trung vào bản thân của các bạn, đừng đuổi theo bươm bướm. Hãy tập trung vào bản thân và chăm sóc cho khu vườn của các bạn. Thì bươm bướm và chim và ong bướm các thể loại khác sẽ tự bay đến mà thôi. Và mình thấy rằng là trong cái mối quan hệ cũ ấy, những cái thứ mà các bạn đang trải qua ấy, đã trải qua ấy, nó không xứng đáng với các bạn. Các bạn xứng đáng với những cái điều tốt đẹp hơn. Và có thể thời điểm hiện tại các bạn không nhìn thấy đường đi, nhưng mà các bạn yên tâm đi rằng là các bạn luôn luôn được dẫn đường và cái mục tiêu của bạn ấy nó vẫn đang ở phía trước. Nếu như bạn đang mong ngóng một cái tình yêu nào đó ấy, từ bỏ cái sự mong ngóng đó đi, hãy tập trung vào bản thân của các bạn. Ok, đợi mình xíu. Và mình thấy là cái thời điểm này bạn đang lấy lại được cho mình cái sự cân bằng, ổn định, chữa lành. Các bạn có hai lá số 6 đấy, hai lá số 6, số 6 là đại diện cho cái sự cân bằng ở đây rồi. Thì mình thấy rằng là tháng 6 này các bạn sẽ dần dần lại làm chủ được cuộc hành trình của các bạn. Và mình thấy rằng là hãy lá bài này nó cũng nói về cái việc đấy là hãy tin rằng có một sức mạnh cao hơn đang chỉ đạo cuộc sống của bạn. Tự tin rằng là mọi thứ nó đang tốt. Đôi khi bạn không thấy đường nhưng mà hãy cứ tiến lên. Các bạn được dẫn đường bởi những vì sao này. Ok. Và trong vài tháng nữa có thể bạn sẽ gặp được cái người bạn cần gặp. Ok, đó là tình cảm của những bạn Bạch Dương độc thân nhá. Chúng ta đến với những cái bạn nào mà có đôi có cặp hay là có đối tượng. Với những bạn mà có đối tượng hoặc là có đôi có cặp Bạch Dương dự đoán tháng 6 các bạn như thế nào, thì mình thấy rằng là có thể cái thời điểm vừa qua ấy, cái mối quan hệ của các bạn nó chịu sự tác động từ bên ngoài khá là nhiều. Có thể là có cái sự dỉ tai nhau ở đây, thị phi ở đây, có thể là trong cái mối quan hệ của các bạn nó bị tác động bởi bên ngoài quá là nhiều và nó làm cho cái mối quan hệ này nó trở nên rối ren. Thì mình thấy rằng là trong tháng 6 này ấy, cho dù các bạn gặp những cái khó khăn nào trong cái thời điểm trước, mình thấy là các bạn sẽ giải quyết được. Các bạn sẽ ngồi lại với nhau và nhưng mà có thể sẽ có cái sự đối thoại đây trong thời điểm rất là gần nữa thôi, thì các bạn sẽ có cái sự đối thoại và mình thấy là sẽ có cái sự thỏa hiệp ở đây. Nếu như mà các bạn đối những bạn mà có đôi có cặp ấy, hoặc là các cái bạn mà có đối tượng ấy, mà thời điểm trước các bạn đã vì cái lý do bên ngoài này các bạn quyết định dừng lại, thì mình thấy rằng là sẽ có cái sự làm lại ở đây, có thể sẽ cho cái mối quan hệ này một cơ hội một lần nữa. Nhưng mà cái việc tất yếu mà các bạn cần phải làm ấy, đấy là hãy buông bỏ những cái hạn chế hay là cần phải biết rằng là cái điều gì thì mình cần trong cái mối quan hệ này và cái điều gì không. Đừng để cho cái người ở bên ngoài họ tác động quá nhiều vào cái mối quan hệ này và nó làm hỏng cái mối quan hệ này. Mình thấy là cái mối quan hệ này nó có sức mạnh, nó có sức sống, sức bền để có thể vượt qua được những cái khó khăn. Tuy nhiên là các bạn cũng cần phải biết rằng là điều gì thì bởi vì trong một cái mối quan hệ giữa hai người yêu nhau á, thì mình biết là sẽ có rất là nhiều thứ bên ngoài tác động vào, nhưng mà các bạn cần phải biết là cái điều gì thì
chúng ta nên tiếp thu, còn cái điều gì thì chúng ta nên đẩy ra và đừng cho để cho nó khiến cho cái mối quan hệ nó trở nên xấu hơn. Nhưng mà yên tâm đi, mình thấy rằng là sẽ có cái sự cho nhau một cơ hội một lần nữa ở đây. Và mình thấy rằng là mình cảm nhận được ở đây á, có thể là các bạn cũng đã có một khoảng thời gian dừng lại với nhau rồi, không nói chuyện, không đối thoại với nhau, cho nhau khoảng lặng rồi, thì mình thấy sẽ có sự liên lạc trở lại trong cái tháng 6 này để giải quyết vấn đề hoàn toàn và sẽ cho nhau thêm một cơ hội nữa. Ok, mình cảm thấy là chắc là phải rút thêm. Mình bảo mà, sẽ có cái sự liên lạc trở lại ở đây, các bạn sẽ nhắn tin lại trở lại với nhau để hàn gắn cái mối quan hệ này và rất có thể sẽ cho cái mối quan hệ này một cơ hội. Ok, đó là Bạch Dương. Chúng ta đến với Bạch Dương Nhân Mã. Chúng ta đến với Nhân Mã. Các bạn, đây là dự đoán tình yêu tháng 6 của Nhân Mã nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu với những bạn độc thân. Thì mình thấy rằng là trong tháng 6 này có thể các bạn sẽ có thể thời điểm hiện tại mình cảm thấy rằng là các bạn đã đang tương tác với một ai đó rồi. Và mình thấy rằng bạn cảm nhận người này là soulmate của bạn. Tuy nhiên thì mình cảm thấy rằng là cái mối quan hệ này á, trong tháng 6 ấy, mình thấy nó có thể, nó sẽ chỉ là một cái mối quan hệ ngắn hạn thôi. Tức là nó có thể là nó sẽ không đi đến đâu cả. Nó sẽ đột ngột dừng lại vì một lý do gì đó. Thì mình thấy rằng là cái mối quan hệ này nó khơi lên trong bạn rất là nhiều vấn đề, những cái nỗi sợ bên trong thực sự của bạn mà bạn cần phải đối mặt ở đây. Thì ở đây lời khuyên dành cho bạn đấy là hãy cứ để cho mọi thứ nó được diễn ra một tự nhiên. Bởi vì chúng ta sẽ không thể làm chủ được cái việc là chúng ta sẽ gặp ai. Cái chúng ta làm chủ được cái ý chí tự do của chúng ta, có thể quyết định được đấy, chúng ta sẽ tương tác với họ như thế nào. Thì mình thấy rằng là cái người này có thể là bạn cảm thấy ban đầu bạn sẽ cảm thấy họ khá là hợp gu với bạn. Có thể trong tháng 6 này bạn sẽ gặp họ. Người này có thể là người thuộc cung đất Market Kiêu Sử Nữ, cung lửa Bạch Dương Nhân Mã Sư Tử, cung nước Song Ngư Cự Giải Bọ Cạp. Thì mình thấy là có thể ban đầu bạn cảm thấy khá là hợp với họ. Tuy nhiên thì cái mối quan hệ này nó không kéo dài được lâu và nó có thể là đứt cánh giữa đường. Thì thật ra bạn có những cái sự lựa chọn mới tốt hơn nó đang chờ bạn ở phía trước này. Mình thấy là có thể sau cái sự kiện này, sau cái việc kết thúc của cái mối quan hệ ngắn hạn này, bạn sẽ chọn cái việc đấy là đi du lịch hay là đi một cái chuyến đi nào đó để tận hưởng cuộc sống, để nhìn nhận lại bản thân cũng như là để giải quyết những cái nỗi sợ bên trong của các bạn. Hãy cứ để cho mọi thứ nó được diễn ra tự nhiên. Và mình thấy rằng là có thể là các bạn nó giống như là một cái quy luật bù trừ ấy. Khi mà cái tình cảm của bạn nó đi xuống thì cái công việc tiền bạc tài chính của bạn thì lại đi lên. Mình thấy ở đây sẽ có một cái sự dồi dào gì đó về mặt tài chính được đem đến với cuộc sống của các bạn. Thì thật ra là các bạn hãy cứ nghĩ nhẹ nhàng về mối quan hệ này thôi. Có thể là nó chưa là một cái gì cả, có thể hai bạn mới nói chuyện tương tác với nhau và cảm thấy rất là hợp, rồi đột nhiên vào một ngày nào đó vì một cái lý do gì đấy rất là dở hơi hay là vớ vẩn thì hai người lại kết thúc. Nhưng mà các bạn có một cái sự lựa chọn tốt hơn ấy chờ bạn ở phía trước. Ok, mình sẽ rút thêm nha để làm rõ nhé. Thật ra thì họ đến trong cuộc sống của bạn là cũng là để dạy bạn. Có thể họ chính là soulmate của các bạn. Nhưng mà như mình đã nói, soulmate có rất là nhiều kiểu khác nhau. Chủ yếu là đến để với nhau để dạy cho nhau những cái bài học. Thì cái bài học mà mình thấy bạn cần đối diện đây là bạn bên trong bạn còn rất là nhiều nỗi sợ. Có thể đó là những cái tổn thương liên quan đến đứa trẻ bên trong, đến quá khứ, đến bản thân của các bạn chưa giải quyết được. Thì cái người này tới, họ tác động bạn, khơi gợi, trigger những cái vấn đề đó lên để bạn giải quyết. Nhưng mà mình thấy rằng là cái về tài chính tiền bạc của các bạn nhá, nó sẽ rất là dồi dào, nó sẽ rất là tốt luôn ý. Cực kỳ là dồi dào ở đây. Còn đâu mình thấy cái mối quan hệ này có thể là cái người này đã bắt đầu mất mé xuất hiện trong cuộc sống các bạn rồi. Là cái thứ nhất, cái thứ hai có thể nếu chưa thì trong tháng 6 này người này sẽ tới. Họ sẽ đến và ào vào trong cuộc sống các bạn rất là nhanh. Người này mang năng lượng của cung khí nữa. Bảo mình thiên binh song tử, wow, thế vậy thì có đủ các cung rồi gì. Thật ra thì các cái cung này nó cũng không quan trọng lắm đâu nha, bởi vì mỗi một người thì có rất là nhiều cung nhà khác nhau. Mình thấy cái người này họ là cái người làm gì nhanh, rất là hấp tấp, thế cho nên có thể họ rất là mong muốn xúc tiến cái mối quan hệ này. Và cũng chính bởi vì nhanh đến vội vã yêu vội vã rời xa, đến nhanh quá cho nên là đi thì cũng có thể sẽ nhanh. Nhưng mà cái mà các bạn cần phải chú trọng vào ấy, đó chính là cái bài học từ cái liên kết này. Ok, đó là về Nhân Mã độc thân nhá. Chúng ta đến với Nhân Mã mà có đối tượng. Chào các bạn Nhân Mã có đối tượng.
Đây là dự đoán tháng 6 dành tình yêu tháng 6 dành cho các bạn. Thì mình thấy rằng là có thể trong cái thời điểm vừa qua, các bạn, những cái bạn mà có đối tượng ấy đã trải qua một cái giai đoạn khá là khó khăn với nhau. Có thể là họ nói dối bạn một điều gì đó, một cái mình thấy có một cái lời hứa nào đó đã bị tan vỡ ở đây, và bạn đã giống như là vây mình trong những suy nghĩ rất là nhiều, cảm thấy rất là gánh nặng, cảm thấy rất là mệt mỏi với cái mối quan hệ này. Và mình thấy rằng có thể là trong tương lai gần, là trong tháng này, các bạn sẽ đưa ra cho mình một cái quyết định, một cái phán quyết cuối cùng, đó là có thể bạn sẽ dừng lại cái mối quan hệ này và bắt đầu cho mình một cái cuộc hành trình mới, bỏ lại tất cả quá khứ ở phía sau. Và mình thấy rằng là bạn sẽ vẫn cảm thấy vui vẻ, cảm thấy hài lòng, cảm thấy thoải mái với cái việc một mình, với cái việc không có cái mối quan hệ này. Bạn sẽ tập trung nhiều hơn vào công việc tài chính tiền bạc của các bạn, và các bạn biết được rằng là kể cả cái những cái sự việc này nó xảy ra ấy, nó cũng vẫn là một cái phép màu. Bạn cần phải biết đó là một cái phép màu, tức là đôi khi chúng ta không có được thứ mà chúng ta muốn, đó là một loại ban phước lành, đó là một loại phép màu, bởi vì chắc gì cái thứ mà chúng ta muốn đó nó lại là cái thứ tốt nhất cho chúng ta đâu. Chúng ta không có tầm nhìn của đấng divine, của những cái cặp mắt gọi là cao hơn, trên chúng ta có thể, trên có rất nhiều người, khi mà chúng ta không có thứ chúng ta muốn, chúng ta sẽ giãy nảy, chúng ta sẽ ăn vạ. Nhưng mà bạn thì mình thấy không không thế. Bạn khi sau khi trút bỏ được gánh nặng của cái mối quan hệ cũ ấy, bạn cảm thấy rất là thoải mái, cảm thấy rất là vui vẻ, tận hưởng mọi thứ và bắt đầu một cái cuộc hành trình mới. Mình thấy là bạn rất là lạc quan. Mình cảm nhận ở đây á, bạn còn, bạn biết được rằng là có những thứ khác nó xứng đáng hơn, nó tốt đẹp hơn dành cho bạn. Mình thấy là cũng có thể trong cái tháng này ban đầu á, bạn sẽ phát hiện ra một cái bí mật nào đó, và nó không dễ chịu gì khi mà các bạn phát hiện ra điều đấy. Ví dụ như là đối phương của bạn, đối tượng của bạn lừa dối bạn chẳng hạn. Nhưng mà ok, bạn cũng sẽ vẫn ổn thôi, vẫn vô tư bước đi trên mới cuộc hành trình mới, và bỏ những cái điều không cần thiết, không xứng đáng ở lại đằng sau lưng của các bạn. Ok, mình sẽ rút thêm này. Bạn tin rằng là có những cái điều tốt đẹp hơn dành cho bạn ở phía trước. Mình thấy là có một cái cuộc hành trình mới nó đang chờ bạn. Cũng có thể tháng này các bạn sẽ chọn cái việc là đi du lịch chẳng hạn, để khuây khỏa, để là tận hưởng cuộc sống vui vẻ hơn. Và mình thấy rằng là qua cái mối quan hệ này á, nó đánh thức bên trong của bạn rất là nhiều điều, nó dạy bạn những cái bài học, và mình thấy là bạn đã học được một cách rất là mạnh mẽ. Ok, đó là nhân mã. Chúng ta đến với sư tử. Các bạn sư tử, đây là dự đoán tình yêu tháng 6 dành cho những bạn sư tử độc thân trước này. Thì mình thấy rằng là có thể là bạn vừa mới kết thúc mối quan hệ với một ai đó, có thể là hai bạn đã ngắt kết nối với nhau, block nhau, không còn liên lạc với nhau nữa. Và mình thấy rằng là thật ra trước đây trong cái mối quan hệ này ấy, nó đã có rất là nhiều cái rào cản rồi. Theo mình cảm nhận ở đây, có thể rào cản nó liên quan đến việc giao tiếp, hoặc là một trong hai người đã từng có gia đình, đã từng có những đứa trẻ chẳng hạn, đó cũng là một trong những cái rào cản. Hoặc nếu không thì là mình thấy rằng là một trong hai bạn hoặc cả hai bạn có những cái tổn thương liên quan đến đứa trẻ bên trong, và nó khiến cho cái mối quan hệ này nó không thể phát triển được nữa. Mình thấy thời điểm hiện tại trong cái tháng 6 này á, thì các bạn sẽ làm gì ạ? Các bạn, tình cảm của các bạn sẽ như thế nào? Mình thấy các bạn sẽ có dành thời gian một mình, dành thời gian cho bản thân của bạn nhiều hơn, và có thể là các bạn sẽ ra ngoài tụ tập bạn bè, hoặc là tập trung vào những cái mối quan hệ bạn bè hơn thay vì nghĩ ngợi về một ai đó nữa. Thì mình thấy rằng là bởi vì cái mối quan hệ nó đã kết thúc rồi, nó đã dừng lại rồi, tạm thời là ở thời điểm hiện tại là như vậy, tương lai thì mình không biết, nhưng mà bởi vì nó có rào cản nên nó không thể tiếp tục nữa. Cái lá bài nó cũng nói về cái việc là có lẽ là các bạn đang cảm thấy rất là buồn, bởi vì khi mà kết thúc một cái mối quan hệ, một ai đó rời đi khỏi cuộc sống của các bạn. Nhưng mà nó cũng nói cho các bạn biết được rằng là hãy đầu hàng tất cả mọi thứ, tức là hãy để cho mọi thứ nó được diễn ra một cách tự nhiên, hãy chữa lành, cũng như là hãy chữa lành những cái thương tổn mà các bạn đang có. Có thể là bởi vì chính cái thương tổn mà các bạn đang có ấy, nó khiến cho những cái mối quan hệ của các bạn nó chả đi đến đâu cả. Và tất cả mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó. Hãy tin tưởng vào kế hoạch của đấng divine, của cái đấng cao hơn. Và mình thấy rằng là ở đây nó cũng nói về cái việc đấy là sẽ có những cái cơ hội mới được đem đến vào cuộc sống các bạn khi mà các bạn hoàn thành xong được cái giai đoạn chữa lành này, vượt qua được những cái nỗi đau cũ này. Và khi mà các bạn
hoàn thành được cái giai đoạn này, các bạn căng buồm ra khơi, mạnh dạn thể hiện bản thân của mình hơn, thì những cái cơ hội mới sẽ được đem đến trong cuộc sống của các bạn. Thì cho nên là cái việc buồn bã ở đây á, nó là cái chuyện hết sức là bình thường, nhưng mà đừng để mình chìm đắm quá lâu trong những nỗi buồn. Các bạn biết là các bạn xứng đáng hơn. Mình thấy là có một cái giai đoạn cũ của các bạn ấy, nó đã dần đi đến kết thúc rồi. Các bạn có hai lá số 9 ở đây, mà số 9 nói về cái việc đấy là hoàn thành một cái giai đoạn nào đó, có một cái gì đấy rất là sắp hoàn thành, một cái chu kỳ nào đó sắp được hoàn thành. Ok, mình sẽ xem thêm. Trong tháng này mình thấy là bạn sẽ tập trung vào cuộc hành trình của các bạn nhiều hơn. Mình thấy là cái mối quan hệ này á, cũng có thể là nó chịu sự tác động từ bên ngoài, từ một cái người phụ nữ nào đấy, họ tác động vào cái mối quan hệ này. Có thể là họ nói ra nói vào, hay là có gì đấy tác động đến cái mối quan hệ này, nó cũng là một trong những cái rào cản ở đây. Ok, đó là đối với những bạn bạn độc thân nhá. Túm váy lại, đối với những bạn độc thân sư tử thì mình thấy rằng là các bạn sẽ tập trung vào bản thân, vào cái hành trình chữa lành của các bạn. Cũng có thể như là các cái mối quan hệ bạn bè của các bạn sẽ có những cái cơ hội mới tốt hơn đấy, nó sẽ chờ bạn ở phía trước. Và nếu như các bạn đã hoàn thành xong cái giai đoạn này rồi, hãy căng bùm ra khơi, hãy mạnh dạn thể hiện bản thân của các bạn, tiến lên phía trước, và bạn sẽ nhận được những cái thứ phần thưởng nó xứng đáng hơn. Chúng ta đến với những bạn sư tử mà có đối tượng nhé. Cho các bạn sư tử, đây là dự đoán sư tử có đối tượng, đây là dự đoán tình yêu tháng 6 dành cho các bạn. Với tụ bài này, đối với những bạn mà có đối tượng ở đây ấy, thì mình thấy rằng là cái đối tượng của bạn có thể là soulmate của các bạn. Ở đây có người thuộc cung song tử, cung nước song ngư, cự giải bỏ cạp, cung khí và bình thiên bình song tử. Mình thấy là cái thời điểm vừa qua ấy, trước đó ấy, trước khi bạn gặp người này, có thể bạn đã học, có thể bạn mới gặp người này thôi, thì mình thấy là các bạn đã học rất là tốt cái bài học về love yourself first, yêu thương bản thân của các bạn. Và kể cả khi cái người này tới trong cuộc sống của các bạn ấy, có thể là bạn bạn vẫn rất là giữ cho mình những cái quy tắc, hay là cái quy luật, hay là những cái giới hạn của bản thân các bạn. Tức là cái người này vào trong cuộc sống của bạn ấy phải chơi theo luật của bạn, phải tuân thủ những cái điều này điều kia thì bạn mới cho họ vào trong cuộc sống. Thì mình thấy là cái có thể ban đầu khi mà người này tới, bạn không cảm thấy phù hợp lắm, và các bạn muốn từ chối cái người này, giống như là các bạn muốn đẩy họ ra khỏi cuộc sống của các bạn ấy. Bạn nghĩ rằng là nó không đi đến đâu cả, hoặc là vì một cái lý do gì đó, có thể có khoảng cách tuổi tác giữa hai người nhé. Thật ra cái hình tượng này thì nó không quan trọng lắm, nhưng mà mình thấy rằng cái mối quan hệ này nó có tiềm năng để phát triển. Mặc dù là cái thời điểm mà khi mà bạn muốn từ chối, đôi khi mình thấy là bạn vẫn còn phân vân, suy nghĩ rất là nhiều về cái mối quan hệ này, rằng là không biết nó cái mối quan hệ nó sẽ đi đến đâu hay không. Thì mình thấy là trong tương lai gần sẽ có cái sự thỏa hiệp giữa hai bên, giống như là bạn sẽ tìm ra cho mình được cái lước đi đúng đắn nhất, con đường đi đúng đắn nhất. Và mình thấy cái mối quan hệ này nó giống như là một cái bước ngoặt, một cái bước nhảy cho bạn. Và đây chính là lúc để bạn tận dụng nó trở thành một cái bước ngoặt, bước nhảy trong cuộc sống của các bạn. Và mùa đông của các bạn á, nó đã đang kết thúc rồi, đang có sự hồi sinh, sống lại, có một cái kết quả rất là lạc quan đang chờ bạn ở phía trước. Người này là soulmate của các bạn, và mình thấy cái mối quan hệ này á, nó sẽ thành công. Mình thấy rằng ở đây á, bạn cũng có tình cảm với họ chứ không phải là không, nhưng mà có thể là bạn cố tình tỏ ra lạnh lùng hay là gì đó với họ. Ok, nhưng mà gì đã không nhỉ. Mình thấy là có cái sự sẽ có một cái sự hồi sinh, mùa đông của bạn nó sẽ kết thúc sau chuỗi ngày mà các bạn đã học được cái bài học về love yourself first. Và hãy cứ giữ cái tinh thần này, hãy cứ giữ cái bài học này, hãy cứ giữ cái tinh thần yêu thương bản thân này, để mà không ai có thể vượt lên được cái giới hạn của bạn, ép bạn phải làm điều nọ điều kia. Và mình thấy nó sẽ là một cái bước nhảy, một cái bước ngoặt. Mình thấy là bạn đã dành mới khoảng thời gian khá là dài để mà tu luyện, đóng cửa luyện công, để mà tìm cái sự bình yên cho bạn, để tìm lại cho bạn cái sự cân bằng. Và đây là cái lúc để mà các bạn bước ra bên ngoài, suy nghĩ ít thôi, đừng suy nghĩ nhiều quá. Mình thấy các bạn suy nghĩ rất là nhiều, mất ngủ, trằn trọc rất là nhiều về cái mối quan hệ này. Nhưng mà rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, đến cuối cùng nó sẽ là một cái kết quả rất là lạc quan. Ok, đó là sư tử nhá. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhấn like, đăng ký kênh của mình nhé. Bye bye.